Tại sao Putin có thể ngăn chặn được dân chủ phong cách phương Tây lan tràn ở nước Nga? Vâng, nếu như chúng ta còn quá trẻ, chỉ nhìn thấy cái biến động chính trị của nước Nga và thế giới trong vòng mười mấy năm thì đúng là chúng ta không nhìn thấy dân chủ phương Tây ở nước Nga, đúng không ạ? Còn nếu quý vị nào mà vâng, đã quan tâm tới chính trị đủ lâu à, hồi những năm xung quanh 1990. ấy thực ra trước đó đã có rồi. Thì à, thời đó Liên Xô còn, thế nhưng mà cái dân chủ phương Tây nó đã ngấm vào trong lòng của xã hội Nga, à, xã hội Liên Xô. Và phải nói thật là người dân Liên Xô đã rất hào hứng đúng không, quý vị rất hào hứng, đặc biệt là sau khi Liên Xô sụp đổ. Nhưng mà trước đó thì người ta cũng đã hào hứng với cái dân chủ đó rồi. Cho nên người ta không còn mặn mà gì với những tất cả những chuyện đã xảy ra trong đó liên quan đến xã hội uh, chủ nghĩa đúng không ạ? Và dân chủ phương Tây đã thắng thế vào năm 1991 khi mà Liên Xô sụp đổ. Đấy. Đấy là một cái uh, cột mốc mà chúng ta có thể chắc chắn đến giờ thì chúng tôi còn 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 nhớ rõ được đấy là những cột mốc thôi nhá. Thế còn những cái thự uh, thấm nhuần đúng không ạ, này nọ uh, rồi là uh, ở trong xã hội ấy thì phải nói thật nó đã tồn tại xung quanh thời điểm đó nó rất rõ ràng. Thế nhưng mà cột mốc chúng ta cứ coi nó là những cái năm mà Liên Xô sụp đổ chúng ta sẽ biết ngay. Uh, tất nhiên các đảng phái ra đời đúng không ạ, những cái đảng như là Đảng Cộng sản thì dần dần mất đi những cái sự uh, có thể nói là mất ngay, mất ngay đi cái ánh hào quang vốn chói lọi trước đó rồi rất nhiều các loại đảng các mặt trận thống nhất thậm chí các đảng dân chủ này nọ cũng ra đời mà cho nên là có thể nói rằng là vào hồi những năm 90 mấy thì nước nga đã bắt đầu thấm cái tư tưởng phương tây chính trị phương tây xã hội phương tây còn tôi không muốn nói tới vấn đề của putin bởi vì putin thì phải đến những cái năm 2000 thực sự là cái ảnh hưởng của ông nó mới rõ nét nhưng mà Putin đã làm thủ tướng trước đó một thời gian, bản thân ông ấy không có hành động gì để chống dân chủ cả. Chúng ta nhớ rằng là thậm chí những thời gian đầu thì Putin còn là một cái người có cái xu hướng hướng về phương Tây nhiều hơn so với lại hướng về những cái giá trị phương Đông truyền thống và giá trị từ thời cộng sản đúng không ạ? Mặc dù là ông ấy không phải quay lưng, nhưng mà rõ ràng là ông có một cái xu hướng là ông ấy hướng về phía phương Tây nhiều hơn những hình ảnh liên quan tới đời sống chính trị xã hội kinh tế của đất nước bây giờ đã cho thấy cái điều như vậy chỉ riêng mỗi cái hình ảnh người dân nga xếp hàng dài hàng km chờ như là chờ để mua iphone hồi nó mới ra mắt ấy khi mà cái nhà hàng mcdonald đầu tiên hoạt động của mỹ đầu tiên hoạt động ở moscow thì chúng ta đủ hiểu là họ háo hức như thế nào họ chờ đợi ra làm sao nói chung là chúng ta không thể nói hết được đúng không ạ nói hết được những cái việc người dân nga đã không chỉ là thử nghiệm mà thực sự họ còn rất trông đợi rất hy vọng và thực sự họ đã lao đầu vào một cái xã hội phong cách dân chủ phương tây mặc dù nó chưa hoàn toàn đầy đủ như là nước mỹ nhưng có nghĩa rằng dân chính phủ đã cho cái dân chủ phương tây một cơ hội tuyệt vời để hoạt động ở nước nga đúng không quý vị Thế nhưng cái câu chuyện rằng là suốt từ năm 1990 cho đến năm 2000, đúng không ạ? Đấy, chúng ta nhớ vào cái thời điểm năm 1992 93 tức là sau khi Liên Xô sụp đổ và đến 2000 ấy, thì cũng là lúc mà giá trị phương Tây nó cực thực sự nó đã xâm nhập mà, hoặc là tấn công rất là mạnh và nó ngự trị ở châu ở nước Nga. Lúc này thì chúng ta không còn thấy Liên Xô nữa đúng không ạ? Và lúc này thì chính xác nó là nước Nga. Và kể từ đó quý vị có thể thấy rằng là đời sống chính, kinh tế chính trị của nước Nga nó dối như tơ vò. Có thể nói đúng vào thời điểm đấy nếu không mà nói đúng ra một từ ấy quý vị ạ. Thì phải nói rằng là cơ bản nước Nga đã sập rồi. Đúng ạ. Nếu mà so với những cái sự huy hoàng của thời Xô Viết thì nước Nga lúc bấy giờ đã sập. Chẳng qua là họ còn lãnh thổ mà thôi và dân chủ phương tây đến nước nga hình thành ra cái giới tài phiệt hình thành ra một cái sự tham nhũng mà có thể nói rằng là chưa bao giờ nó lại khủng khiếp đến mức độ như vậy mà đấy chúng ta thấy là đấy là dân chủ phương tây thế nhưng mà nó lại kết hợp với lại cái tài phiệt nó mới sinh ra một cái sự hỗn loạn và cái tham nhũng nó cùng cực trong đất nước nga đến mức độ như vậy cho nên là không phải dân chủ phương tây là đi đến đâu nó cũng phù hợp đúng không quý vị mà thậm chí dân tủ phương Tây bây giờ nó cũng là tham nhũng nhưng mà chẳng qua nó có hóa đơn mà thôi. Nhưng mà đến nước Nga thì cái, cái 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 cái, dân chủ phương Tây ấy nó tham nhũng nhưng nó không có hóa đơn. Cho nên là nó mới sinh ra một cái sự khủng khiếp đối với đất nước như vậy. Và lúc bấy giờ ấy, nói thật là những người bạn của tôi đi Nga về nói rằng uh, tham nhũng nó trở thành một cái tôn giáo. Một cái tôn giáo của cái 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 xã hội kinh tế của nước Nga lúc bây giờ. Đúng ạ. À, lúc bây giờ chúng ta còn trẻ và chúng ta không có quá gọi là mặn mà về chính trường nước Nga nhưng mà ngày nào cũng nghe những thông tin về nước Nga nó thật sự toàn là những cái thông tin nó rất là buồn về vấn đề kinh tế chính trị xã hội trước cái thời mà Putin lên đúng quý vị và đến cái thời mà ông Primakov tức là cái người tiền nhiệm của Putin ấy thì mọi việc nó mới đại khái nó mới có một cái gì đó nó hình thành nên một cái cục diện nó hơi hơi nó đại khái lúc trước thì nó là không khí thì đến thời ông Primakov thì nó thời nó đến cái chất lỏng đúng không quý vị rồi đến thời Putin thì bắt đầu nó mới cô đặc dần thành cái chất cứng gọi là chất rắn và ít nhất là tôi nhớ nếu không ngờ nhầm còn bị nó nhiều quá thì tôi không nhớ còn ai mới ai lọt khe giữa các ống nữa hay không và tất nhiên xã hội chính trị đời sống trong nước Nga. Quý vị cứ thử hình dung ai đã ở Nga vào những năm 90 cho đến 2000 thì chúng ta biết là ra đường ở chính thủ đô Moscow thì nó khủng khiếp như thế nào đúng không? quý vị? cái vấn đề tội phạm là vấn đề kinh khủng nhất của một xã hội thì những lúc đó ở nước Nga đó chính là cái cái thời điểm dưới đáy nhất của một cái xã hội của nước Nga và thật xã hội Xô Viết liên quan đến vấn đề tội phạm Đấy cho nên là rõ ràng chúng ta thấy rằng là đấy chính là những cái tác động của nền dân chủ phương Tây kết hợp với một cái quốc gia thời hậu Xô Viết. Đúng không ạ? Sự trỗi dậy của uh, giới tài phiệt. Giới tài phiệt đó nó chính là thế giới ngầm nhưng mà chẳng qua là nó không ngầm như ở Mỹ mà thôi. Đấy nó công khai. Uh, bây giờ ở Mỹ nó chính là giới tài phiệt đấy quý vị nhưng mà nó ngầm đúng quý vị. <laughs> nó phân tán thành các cổ đông rồi các quỹ vốn ẩn mình sau các cổ đông, cho nên là nó ngầm có nghĩa là nếu mình nhìn vào thì mình không nhìn thấy ngay nhưng mà mình tìm thì kiểu gì cũng thấy và nó được xé lẻ ra làm nhiều các cái cổ đông khác nhau, đúng ạ. Thế nhưng mà ở nước nga hồi bây giờ thì nó mang tính chất tập trung, có nghĩa là tài phiệt nào ấy mà nó đã làm chủ cái gì thì nó là chùm của cái đó luôn. Cho nên người ta mới nói rằng là tài phiệt ngành này ngành kia nó đều rơi vào tay một vài người hoặc một người, đúng ạ. Thì nó chính là thế giới ngầm, nhưng mà nó ngầm công khai. Đấy, thế thì chúng ta có thể thấy rằng là dân chủ phương Tây đến với nước Nga hồi hậu Soviet và trước 2000 nó chính thực là một cơn ác mộng hay nói đúng hơn là một cái sự địa ngục ở chính nước Nga. À, các nhà tài phiệt thân phương Tây, thân dân chủ trỗi dậy có thể nói như nấm sau mưa, đúng không ạ? Cái à, toàn bộ cái quá trình mà quốc hữu hóa của đất nước chấm dứt Uh, quá trình tư hữu hóa rơi vào tay các nhà tài phiệt phương Tây có thể nói rằng nó diễn ra trên quy mô mà không thể có thể ngăn chặn được. Những cái tài sản thời của Xô Viết nó đáng giá bạc tỷ, người ta sẵn sàng người ta bán cho các nhà tài phiệt và thế lực phương Tây đứng đằng sau rẻ như bèo. Có thể nói là nó có thể mình tương tự đương, tương đương với cái việc hôm trước nó còn là tôm hùm nhưng mà hôm sau tôm hùm nó kiểu nó bị ôi ấy, thiu họ bán giá để cho lợn ăn, họ cũng sẵn sàng bán và chính cái việc tư hữu hóa tài sản quốc gia như vậy cho các nhà tài phiệt sau này họ phục vụ các ông chủ phương tây nó dẫn tới một cái nỗi đau đớn một cái đòn sơ ri các loại đòn từ trên chân tay bụng đầu não đúng không ạ đối với lại nền kinh tế và đối với đời sống kinh tế chính trị của nước nga lúc bấy giờ chúng ta đã thấy nước nga từ một cái siêu cường kinh tế chính trị quân sự trở thành một cái nước thực sự là thiếu ăn Hồi bây giờ mà ai mà có mặt ở nước Nga chứng kiến những cảnh tồi tệ trên đường phố nhưng mà chứng kiến những người Nga phải đi lùng sục thức ăn thì lúc bấy giờ mới thấy là nó 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 như thế nào quý vị. Nó bẽ bàng đúng không ạ? Nó cực kỳ bẽ bàng những hình ảnh đó. Bây giờ mình tìm đến Google có khi vẫn có. Hàng triệu người thất nghiệp cùng lúc hàng nghìn người, hàng trăm nghìn người chấp nhận làm một cái mức lương mà chỉ đủ để mua bánh mì hoặc những thứ, cái gì đó nó tối thiểu trong cuộc sống, dưới mức nghèo khổ để chấp nhận sống qua ngày. Việc làm mất thất nghiệp mà gia tăng lương lậu bị cắt giảm nhiều người á, thôi bây giờ tôi nhớ còn không có lương, cứ làm tôi không có lương gì cả và lạm phát thì tăng một cách chóng mặt đúng không ạ hồi đấy là tăng phi mã và nạn đói là thất nghiệp nạn đói bạo lực uh, tội uh, phạm tràn lan không phải tràn lan một cái từ trỗi dậy mới gọi là đúng trong lòng xã hội nga rồi chúng ta mới thấy xuất hiện những thứ mà người ta gọi là mafia nga đúng không quý vị chứ còn cái thời liên xô làm gì có mafia nga đâu quý vị nó có tài phiệt nhưng mà nó là tài phiệt mang tính chất là tài phiệt công nghiệp nó chỉ đơn giản là những ông chủ hoặc là những cái ông người quyền lực thôi nhưng mà sau này thì tài phiệt nó cũng trở thành luôn cả tội phạm có tổ chức và lúc cái thuật ngữ mafia nước nga đó bắt đầu mới ra đời và nó thống trị moscow xanh petersburg rồi là jentekeberg và nó xâm lấn cả vào cái lĩnh vực quốc phòng nữa cho nên mafia nga nó trở thành một cái gì đó nó rất huyền thoại bởi vì là nó cũng ra đời trong cái bối cảnh nó đặc biệt đấy chứ nó không giống như là các loại đất nước khác đúng quý vị rồi sau đó chúng ta có thể chứng kiến rằng là những năm sau đó thì người dân người ta cực kỳ chán trường. Tôi nói thật quý vị chúng ta ngồi ở đây chúng ta còn chán cho nước Nga thì nếu như chúng ta là người dân ở nước Nga thì chúng ta sẽ chán như thế nào? Đúng không? ạ, Chán đến tận cổ và nếu nói nó đúng ấy, đại bộ phận người dân Nga đã không những chán mà họ còn cực kỳ giận dữ với lại cái giới tinh hoa, giới tài phiệt của nước Nga và tinh hoa chính trị. Và lúc bây giờ chúng ta thấy có một cái làn sóng trỗi dậy của cái việc là người ta luyến tiếc. Đúng không ạ? Cái cuối những cái... Từ năm 95 trở đi, khi mà những dấu ấn xã hội nó sụp đổ, người ta luyến tiếc cái sự sụp đổ của Liên Xô. Và một vài năm sau đó, cái sự hỗn loạn nó diễn ra cho đến khi... Đúng không ạ? Cho đến khi một cái người là cựu KGB. Một cái người trung thành với lại Xô Viết, quý vị nhớ ông Putin là một người trung thành với những lý tưởng thời Xô Viết. Mặc dù sau này ông ấy lên thì ông là trở thành một người thực tế và ông ấy có xu hướng chọn những giá trị của phương Tây cho xã hội của mình. Nhưng mà bản thân ông ấy lại là một cái người trung thành. Cho nên ông đã phát biểu là nếu ai quên Liên Xô, đúng không ạ? Thì là người không có trái tim. Đấy nhưng mà nếu mà ai còn luyến tiếc thì lại muốn khôi phục lại thì lại không có khối óc. Bởi vì là đó là những cái lý tưởng. Thế nhưng mà trên thực tế thì nó lại không có À, đại khái nó không có cái tính thực tế cao đúng không ạ đấy là nó nói thuần túy về cái thời uh, cộng sản của liên xô chứ nó không phải là thời cộng sản của trung quốc hay của việt nam bây giờ và tất cả những cái điều này ấy thì những cái điều mà thăng trầm của đất nước hay mình gọi lên voi xuống chó uh, chả có lên voi đúng không ạ cơ bản nó là liên tục xuống chó nó mới giúp dọn đường cho một cái nhân vật Putin không có tanh tiếng tăm nắm lên làm thủ tướng và sau 2 3 năm làm thủ tướng ấy, thì ông ấy mới trở thành tổng thống là bởi vì là người dân thực sự là họ luyến tiếc những cái giá trị cũ, họ đang chán ghét với những cái vấn đề liên quan tài phiệt và Putin đã bắt đầu tiến hành những hành động chống lại những tài phiệt, đúng không ạ? Cho nên là người ta mới yêu quý ông ấy là vì như vậy và ông ấy người ta coi ông ấy không chỉ là cái yêu quý mà người ta coi ông ấy là một cái biểu tượng để mà nhắc người ta nhớ tới những cái thời nó còn vui vẻ, thời Liên Xô. À, một cái biểu tượng của sự cứu rỗi, đúng ạ. Có nghĩa là đất nước và đời sống của họ nó đang tan rã. Putin đã cứu à, với tư cách là một cái điệp viên KGB đã trung thành với lại Liên Xô. Và sau đó thì ông ấy bắt đầu tiến hành những cái cuộc thanh trừng liên quan tới các nhà tài phiệt, rồi thanh trừng tham nhũng rồi tái thiết lập lại quá trình uh, quốc hữu hóa tài sản của chính phủ và nhà nước từ những cái băng đảng tội phạm rồi băng đảng này nọ vân vân tất nhiên là chính sách của ông ấy thì thanh trừng nhưng mà nó vừa kết hợp với lại việc nó 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 có tình có lý đúng quý vị bởi vì tới thật ra nước nga lúc bấy giờ ấy nếu như mà sử dụng hoàn toàn bạo lực vũ lực cũng không được cứng rắn hoàn toàn không được và sử dụng hoàn toàn lý lẽ cũng không được cho nên là có thể nói là chỉ có putin lúc bấy giờ ông mới ra được một cái quyết sách mà nó đi lọt khe giữa cánh cửa hẹp để giải quyết được chuyện đó và chỉ có một người kgb thì mới có thể làm được rồi sau đó thì putin đã hứa rằng là sẽ khôi phục lại cái niềm tự hào vinh quang của nước Nga đúng không ạ, của Liên Xô. Đấy. Và như vậy những thông điệp của Putin rất khôn khéo, nhắm vào giới tài phiệt là để giải quyết các vấn đề kinh tế của đất nước nhưng mà đảm bảo quyền lợi của giới tài phiệt, còn thằng nào ăn bẩn làm bẩn thì hãy dừng lại và tìm cách giải tán. Đối với vị không làm được như thế nữa, chứ Putin cũng không bắt ai phải đi tù hay bắn bỏ ai cả. Những đứa nào mà nó quá ngông cuồng cuồng vọng thì nó dính đòn. Đấy và tất nhiên là thì cái đấy cũng xứng đáng thôi còn về với người dân thì ông nói sẽ khôi phục lại cái niềm tự hào danh dự của nước nga liên xô thế là quá đẹp và thứ ba là đấu tranh bằng mọi giá để loại bỏ đói nghèo và thế thì chúng ta thấy rõ ràng là chỉ xong cái nhiệm kỳ một thì putin còn gặp những cái vấn đề thách thức nhưng mà nó có những cái dấu hiệu rồi nhưng mà đến cái nhiệm kỳ 2 thì nó quá thành công đúng không ạ năm 2024 tỷ lệ ủng hộ của Putin trong cuộc bầu cử tổng thống đã đạt mức 73% có nghĩa là chỉ kém mỗi cái năm hai, năm nay thôi đúng không ạ tức là 10 năm trước đây đấy nói thật ở chung là những hành động của Putin nó rất là khôn khéo ông ấy nổi tiếng về cái việc là uh, có thể nói ông đã thống trị được Mình nói đúng cái từ ấy là quản lý thống trị được cái đám tài phiệt Bởi vì là đã có một cái chính sách tiếp cận cực kỳ khôn khéo, giải quyết được vấn đề của đất nước và giải quyết được cái đám tài phiệt đó và tiếp tục là duy trì được một cái đám tài phiệt ủng hộ quyền lực của Putin những người này là những người có cái tư tưởng vẫn còn mặn mà với lại liên xô vẫn còn mặn mà với kgb và quân đội cho nên là những người này thì cũng không muốn mất quyền lực cho nên họ tìm mọi cách để duy trì quyền lực của ông putin đúng không ạ và những cái lợi ích của những nhóm này thì nó lại phục vụ đúng cái đại đa số tầng lớp của người dân là vẫn còn mặn mà với những giá trị của thời liên xô và đang còn rất là giận dữ ngán ngẩm với lại giá trị dân chủ của phương tây ngược lại thì putin đã hứa là các ông sẽ được tiếp tục làm những cái điều có lợi cho các ông và đất nước và công không được làm bậy nữa còn các ông làm như thế thì các ông tiếp tục giúp chúng tôi giúp đất nước đúng không ạ và giúp các ông vừa kiếm tiền và làm cho đất nước giàu mạnh và như vậy trong không gian chính trị của nước nga putin đã có một cái cuộc thay máu gọi là quá ngoạn mục đúng không ạ kỳ tích diễn ra rồi dẫn tới kỳ tích của kinh tế của nước nga và của đời sống dân nga và của niềm tự hào đúng không ạ và tự trọng của nước nga vinh quang của nước nga vậy thì những thời điểm đó diễn ra vào năm 2020 thực ra thì cuối những năm 2000, 1900 tức là lúc mà putin lên cầm quyền à, thời là phủ tướng là 1996 97 98 gì đó quý vị đấy thì đã bắt có những đầu những có những dấu hiệu như hai năm đầu là putin chìm nghỉm luôn bởi vì nó có quá nhiều vấn đề đúng không ạ rồi đến năm 2000 thì thực sự chúng ta thấy khi ông nắm quyền và đến năm 2022 thì mọi việc nó bắt đầu nó nét, nó nét nền nẹ nẹt. Cho nên là đến năm, 2000, năm 2024 là Putin đã tái đắc cử quá gần như là tuyệt đối rồi. Như vậy thì Putin đã mất 10 năm, 10 năm để mà chữa trị cái căn bệnh dân chủ phương Tây cho nước Nga. Đúng không quý vị? và đến ngày hôm nay putin đã chứng tỏ mình hoàn toàn đúng nước dân nga đã chứng tỏ lựa chọn hoàn toàn đúng còn bây giờ mà không có putin và không có người chữa trị cho cái dân chủ phương tây phong cách phương tây ở nước nga đấy thì tôi nói thật với quý vị là chúng ta không đủ cái sự tưởng tượng giàu trí tưởng bờ để nghĩ ra tình cảnh của nước nga bây giờ nó như thế nào đúng không, quý vị rất có khả năng nó không còn nguyên vẹn nữa có thể nói rằng là cái cái cái, cái sự gạ, cái, cái cái mối hôn nhân cuộc hôn nhân chóng vánh tạm bợ của nước nga với nền dân chủ phương tây đã đẻ ra một cái đứa con có thể nói là một đứa con thảm họa phá ra chi tử mà mang theo rất nhiều những căn bệnh đúng không, quý vị và nó đã chết yểu đấy còn chưa bao giờ nước nga có thể nói là chưa bao giờ đúng không ạ? Chưa bao giờ họ đã gặp một cái tình cảnh như vậy. Cái thời mà Liên Xô thời đầu ấy thì khó khó khăn thì nó khó khăn cái kiểu khác. Khó khăn là thù trong giặc ngoài liên quan đến việc đấu tranh uh, nội bộ rồi tầng lớp này nó kia nó mang tính chất lịch sử, vận mệnh lịch sử. Và đến cái năm 90 thì nó lại căn bệnh của nó là căn bệnh dân chủ quý vị ạ. Đấy có thể nói là nó là căn bệnh khủng khiếp hơn cả cái thù trong giặc ngoài cái thời uh, xevic rồi cái gì đấy bạch vệ bạch quân gì đó đủ 18 cánh quân đại khái là nội chiến nước Nga phỉ phiếc cho nên đến ngày hôm nay đến ngày hôm nay năm 2024 20 năm sau uh, sau khi Putin đã đắc tái đắc cử với số phiếu 73% thì ông ấy đã tái đắc cử với số lượng đâu đấy 80% tức là còn lớn hơn trước rất nhiều. Điều này cho thấy rằng là đại bộ phận người dân nga vẫn chưa quên được cái 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 nỗi kinh hoàng của căn bệnh dân chủ phương tây đã nhiễm vào người họ năm 1990 mấy đến 95. Đúng không, quý vị, căn bệnh đấy là một căn bệnh mình thấy gọi là như nào? Nó mình ung thư thì chưa đến mức độ nhưng mà đại khái nó như kiểu là một cái căn bệnh à... Vâng, đại khái một cái căn bệnh gì đó nó rất là sốc đúng không quý vị. Dạng như kiểu là dạng bị cấp đấy, bị cấp tính đấy. Đấy và nước Nga tí nữa thì đã chết vì căn bệnh cấp tính sốt rét đúng không, quý vị. Một căn bệnh sốt rét đã khiến cho nước Nga tí nữa thì tèo. Đấy, may là có bác sĩ Putin đến cứu. Đấy, và sau cơn sốt rét đấy thì người nga đã chịu khoan uống tập luyện và bác sĩ kê đơn này nọ cho nên là cơ thể đã khỏe mạnh hơn và bây giờ bảo là phương tây bảo là thích các ông muốn sốt rét nữa không đúng không ạ thì người nga bây giờ nghe thấy chắc là ngán đến tận cổ sợ xanh mắt và đó là lý do mà dân chủ phương tây khó hoạt động được ở nước nga khi nào mà putin và những cái ekip của ông ấy đúng không ạ cái, cái 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 đường dây của ông ấy còn hoạt động mình cứ gọi như vậy và rất nhiều người sợ, rất nhiều người sợ thế lực phe cánh của ông Putin mất quyền lực. Còn thực sự là lúc đấy giờ họ sẽ bị đẩy ngược trở lại năm 1990. Thực sự là như vậy. Tôi nói đơn giản quý vị nhé. Nếu như Navalny lên nhé. Navalny người đã chết rồi đấy. Chết trong tù đấy. Mà lên đấy. Thì chính thức Navalny sẽ biến nước Nga quay trở lại năm 1991. Chính xác là như vậy luôn. Đó là một con người mà không phải tôi mà rất nhiều người trên thế giới nói rằng sẵn sàng bán cả nước Nga để đổi lấy một cái đồng 50 đô la. Hoặc thậm chí là ít hơn thế, một cái bánh hamburger. Cho nên là rất nhiều người Nga đã nói rằng đó chính là kẻ thù của nước Nga. Bởi vì nhìn thấy Nevaly là nhìn thấy dân chủ phương Tây, nhìn thấy những người đứng đằng sau giật dây. Đúng ạ và nhìn thấy cái việc là ông ấy sẽ đem nước Nga quay trở lại hai ba chục năm trước và tất nhiên là ông ấy nhận được chỉ có hai phần trăm phiếu bầu là cái chuyện nó rất là hợp tình hợp lý đúng không ạ tức là 80 phần trăm là cho Putin mười mấy phần trăm là chia cho các ông còn lại trong đó có cả chục phần trăm cho cái ông Đảng Cộng sản nữa có nghĩa là nhiều người người ta mặn mà với cộng sản rồi lại những mặt trận thiên chúa rồi chính thống dân chủ gì này nọ đúng không ạ đoàn kết thống nhất gì đó rồi mới đến Navalny được hai gần 2%. Đấy là thời đỉnh cao nhất ấy. Còn nếu bây giờ Navalny còn sống thì tôi không biết là có đủ nổi 0,2% hay không. Vâng, và tôi không chỉ nghĩ rằng là dân chủ ở phương Tây không thể hoạt động được dưới thời Putin ở nước Nga. Đúng không ạ, có thể nó có thể hoạt động dưới thời Navalny Nhưng mà bây giờ thì tôi khẳng định rằng là cái nền dân chủ của phương Tây bây giờ cũng rất khó để có thể hoạt động được ở rất nhiều quốc gia. Kể cả Ấn Độ thôi tôi nói đơn giản là ấn độ là một quốc gia có rất nhiều tiềm năng để phát triển nhưng mà chính cái dân chủ phương tây đã kìm kẹp cái sự phát triển của bọn họ đúng không, quý vị và dân chủ của phương tây thì chưa đủ sức để lung lạc lung lay được đất nước đó nhưng mà rõ ràng đã kìm kẹp ấn độ phát triển không có một cái chiến lược phát triển dài hơi nào trong khi đó tiềm lực phát triển kinh tế dân chúng cực kỳ lớn rất nhiều sự hỗ trợ của đồng minh phe cánh thế nhưng mà không phát huy được bởi vì là 4 năm nữa lại phải bầu cử rồi, đúng không ạ? Và mình phải chạy theo những chương trình nghị sự ngay từ khi mình trúng cử, nếu không thì mình sẽ bị hất cẳng. Và những dự án mà làm ra tấm ra miếng cho đất nước và dân tộc nó phải 5 10 năm. Nhưng mà 4 năm mình đã phải bàn giao cho thằng khác rồi. Thế thì nó vừa cướp công của mình mà trong khi đấy dân người ta chưa kịp nhận ra cái lợi ích của nó. Như vậy là làm không công. Đúng không? Đấy là lý do mà. mà chúng ta thấy rằng Ấn Độ mặc dù rất là muốn mặn mà làm cái điều này điều kia nhưng họ không thể toàn tâm toàn ý họ làm được mà hiện nay chúng ta chỉ mới thấy thứ nhất là trung quốc thứ hai là nga đúng không ạ thậm chí cả những nước như brazil cũng không thể gọi là toàn tâm toàn ý để làm được cái điều gì đó nó dài hơi ra tấm ra miếng được Đấy. kể cả iran còn hơn iran nó cũng là chuyên chế đúng không ạ cho nên là họ có cái sự đầu tư dài hơi việt nam chúng ta cũng như vậy là chúng ta có một đảng đúng không ạ cho nên là chúng ta có một cái sự uh, cái sự thống nhất và cái liền mạch trong cái chủ trương đường lối cho nên là cái dân chủ phương tây thì qua cái bài học của nước nga và nhiều quốc gia khác trong đó có những nước như ấn độ hay là philippines hay là vân vân thì chúng ta không thấy nó có sự ưu việt đúng không, quý vị không có sự ưu việt kể cả như là pakistan nigeria vân vân kể cả indonesia nó không có ưu việt Đấy, và nếu như mà nhìn vào cái góc nhìn một cách thuần tí, thuần khiết về chính trị thì chúng ta có thể thấy rằng là cái nhiệm kỳ của dân chủ nó quá ngắn. Đúng không ạ? Nó không đủ để tạo cho người ta cái cái kết quả để người ta có thể cam kết đem cái tài năng của họ ra. Và chính vì như thế người ta không khuyến khích những cái tài năng để lên nắm quyền và người ta dựng lên những cái người rời ơi đất hỡi. Đúng không, quý vị? Còn ở nước Nga ấy, bây giờ chúng ta cứ để ý Putin là một người nói thế, ông ấy là một người lãnh đạo nhưng mà ông rất là nhạy cảm nhạy cảm những cái điều rất nhỏ bây giờ chúng ta cứ để ý rằng là trước đây thì putin cũng không nói nhiều về tôn giáo sắc tộc nữa. nhưng mà thời gian gần đây thì ông ấy nói rất nhiều về các cái giá trị truyền thống các cái giá trị mà đại khái là nó nó liên quan tới những thứ mà nó đi ngược lại với dân chủ tự do phương tây bây giờ thì điều đấy cho thấy một điều rằng là putin biết trong đại bộ phận quần chúng của nước nga đúng ạ họ đang rất là vẫn còn ngán cái món canh dân chủ của phương tây cho nên là putin đã lựa chọn những cái cương lĩnh chính trị của mình đem lại cho ông ấy rất nhiều thành công uh, thi theo những cái giá trị mà nó đang ngược lại với lại giá trị dân chủ của phương tây và nhưng còn nếu ai mà còn chưa rõ về dân chủ phương tây thì chúng ta hãy đến bữa tiệc cuối cùng đúng ạ đó là cái uh, chương trình lễ ra mắt khai mạc của thế vận hội Olympic 2024 diễn ra nước Pháp mà bây giờ đang bị chính những người dân chủ của phương Tây còn gọi là sợ gọi là chạy rẽ bê tông đúng không ạ? Lạnh sống lưng mà rất có khả năng Emmanuel sẽ mất chức bởi vì cái lệ, cái sự Olympic này. Quả thật ấy là cá nhân tôi quý vị ạ, bây giờ ông nào mà ông nói cái từ dân chủ phương Tây thì tôi người tôi bị rung mình một phát quý vị. <laughs> không hiểu vì vấn đề tại sao mấy cái từ dân chủ phương Tây, nhân quyền, cái gì nữa, tự do ngôn luận rồi cái gì nhỉ, quyền con người đúng không ạ? À, một câu hỏi liên quan tới và vấn đề thuốc thiết đúng không ạ? À, nhiều người vẫn đặt những cái câu hỏi về việc là à, Trung Quốc đã trải qua cái cuộc chiến tranh thuốc viện và bị tàn phá từ bởi những người nói tiếng Anh đúng không ạ? Tức là nước Anh thời bấy giờ. Và tất nhiên có nhiều cả cái sự tham gia của người Mỹ. Và bây giờ Trung Quốc sẽ có những cái chính sách kiểm soát thuốc men một cách lỏng lẻo để mà báo hại những người nói tiếng Anh. Câu hỏi đấy thì rất nhiều quý vị xem trên... À, trên kênh thì có, nhưng mà không quá nhiều. Nhưng mà trên Facebook thì có rất nhiều, trên kênh của chúng tôi. Thế thì những câu hỏi đại loại để tôi nêu một cái vấn đề như vậy để tới một cái câu hỏi câu trả lời chung chung đúng không ạ thì bây giờ mình phải nói như thế này bản thân ấy nếu như mà quý vị nào mà nắm được các cái vấn đề liên quan tới phòng chống tội phạm liên quan tới thuốc các loại chất cấm ấy thì có thể nói trung quốc là một quốc gia có cái bộ luật mà nó không phải là nghiêm khắc mà nó gọi là bộ luật chết người liên quan đến vấn đề đấy đúng không ạ dính tới là chết đấy có thể nói là trung quốc cái đấy là cái thông tin mà tôi có cách đây là vài chục năm rồi những cái hình ảnh suốt ngày thông tin về việc xử bắn thì biết những người liên quan đến thuốc men ấy, đúng không quý vị nó đến phát sợ ra chứ không phải là không cho nên là nói bảo trung quốc là họ lỏng lẻo với việc kiểm soát thuốc men tôi nghĩ rằng là không phải mà không phải là thuốc phiện mà nó có danh mục mấy chục cái loại thuốc cấm ở trung quốc ấy, thành tố thành tiếc ấy chứ không phải là chỉ mỗi cái việc là, là chất trắng heroin hay là cái gì đâu cho nên bảo Trung Quốc là quản lý lỏng lẻo thì cái điều đấy có nghĩa rằng là đã không hiểu về cái những cái luật liên quan tới thuốc thiết của họ cũng giống như Việt Nam đúng không ạ những cái bộ luật liên quan đến việc là hàng này hàng đó liên quan cái đó cực kỳ là hà khắc và cực kỳ là nghiêm minh mình nói thế cho nó phù hợp với lại là từ ngữ luật pháp đúng không ạ và văn minh thế còn thứ hai mình phải hiểu một vấn đề nữa cái này nó với mình phải có kết hợp với các vấn đề khác Nước Mỹ thì dân số chỉ có 5% của dân số thế giới thôi. Nhưng mà quý vị biết đấy là họ tiêu thụ một số lượng trên 50% thuốc của thế giới. Thế nhưng mà cái đấy chưa bằng là họ tiêu thụ 80% các loại thuốc mà nó có cái nguồn gốc xuất phát từ cái loại anh túc đấy. Đấy, nó có nguồn gốc nha quý vị nhé. Còn có thể nó là cái, cái cách chiết xuất này chế phẩm hay cái gì đó nhưng mà đại khái là cái dữ liệu của cái cơ quan uh, kiểm soát thuốc men thế giới, người ta cho biết là nước Mỹ là một cái quốc gia mà cực kỳ bệnh hoạn về các loại sản phẩm hoặc là các loại chế phẩm hoặc là phế phẩm hoặc là trá hình phẩm nào đó liên quan tới cái nguồn gốc này. Như vậy quá dã man quý vị. Ông có 5% dân số mà ông tiêu thụ tới 80% những cái hàng liên quan đến hàng cấm thế mà bây giờ ông đổ vạ cho là trung quốc nó chơi ông thế vậy quý vị có thể tin được không trong khi trung quốc nó có một cái lệnh chết người liên quan đến cái việc đó bây giờ nếu mà đến đường phố kể uh, nhãn những thành phố new york ấy bây giờ nhiều người rồi quý vị ạ nhiều người kể cả những người sống ở mỹ việt nam ấy gốc việt nam sống mỹ cũng phải thừa nhận là có những cái cảnh ở đó mà trước đấy thì họ không có để ý tới cái điều đó nhưng mà bây giờ thì nó quá nhiều rồi kể cả những thành phố lớn như new york cũng rất nhiều nơi như vậy có nghĩa rằng là mình phải hiểu ấy nước mỹ nó làm cái hố đen hố đen của cái việc sử dụng những cái chất loại như thế này lý do thì nó muôn vàn đúng không ạ bản thân nước mỹ không có một cái bộ luật kiểm soát các loại chất cấm này một cách hiệu quả và họ không có lý do để làm điều đó bởi vì họ cần nhét vào đầu người dân những thông tin rằng là trung quốc là kẻ xấu xa nga là kẻ tàn phá thế giới người ngoài hành tinh sẽ tấn công nước mỹ bởi vì nó nước Mỹ nó quá xuất chúng đúng không ạ? Đấy, rồi là những vấn đề LGBT nó là những cái biểu tượng nó là hệ tư tưởng, nó là thần thánh. Chỉ có thể nhét vào những cái đầu của những người mà có cái chất 80% này, người ta mới cái tin vào điều đó thôi. Và người ta tin thật quý vị. Đúng ạ? Không? Không? Cho nên là chúng ta thấy rất rõ là nước Mỹ thực sự có rất nhiều yếu tố, nhưng mà chúng ta chỉ cần nhìn mỗi vấn đề truyền thông thì chúng ta hiểu tại sao nước Mỹ có thể chi dễ dàng 1.000 tỷ cho quốc gia khác để mua vũ khí bắn nhau, nhưng họ không thể chi nổi 100 tỷ để giải quyết những vấn đề vô gia cư và những cái tệ nạn như vậy. Và thứ hai nữa, thì tại sao có cái câu hỏi như này và thông tin như này là bởi vì là người Mỹ đã có đến hàng chục điểm để người ta nói xấu Trung Quốc và nói xấu Nga thế thì cái việc mà Trung Quốc đang cố tuồn fentanyl vào để làm hại người Mỹ để báo thù cho cuộc chiến nhà thanh thì là một cái luận điệu nó hợp tình hợp lý quá gì nữa một con chim bắn nhiều đích đúng quý vị và như vậy người Mỹ càng thù Trung Quốc hơn và tất nhiên thì đấy là cái luận điệu của chính phủ nó quá phù hợp để người ta chạy các cái chương trình cương lĩnh tranh cử này nọ và ra được các cái chính sách để mà bài Trung Quốc đúng không ạ ví dụ như chúng ta thấy có thể nói là à, Trung Quốc bây giờ đã làm như vậy nhá thế thì uh, quý vị có đồng ý cho chúng tôi là chúng tôi sẽ ra một cái sắc lệnh để bán vũ khí cho Đài Loan hay không hay là để Đài Loan bị Trung Quốc uh, chiếm nốt rồi ở đó lại uh, thành trung tâm fentanyl mới để mà tiếp tục vào nước ta với số lượng lớn hơn rẻ hơn vân vân vậy thì người Mỹ thì chả đồng ý bằng cả hai tay hai chân đúng quý vị Thế thì nó người ta sẽ bảo là thôi các ông họp hành làm gì, biểu quyết luôn, chốt luôn cho tôi được nhờ ra luật đấy luôn. Thế là 100 tỷ đô la tiền vũ khí lại lên đường nối đuôi nhau sang Đài Loan. Chúng ta thấy không? Đúng ạ. Tất cả mọi việc nó đều ăn móc với nhau. Thế còn thực tế thì như nào? Thực tế thì tôi tìm hiểu là Trung Quốc nó đâu có xuất khẩu fentanyl đâu. Nó không có chính sách xuất khẩu fentanyl. Và ở Trung Quốc, bất kỳ ai sở hữu mà không có giấy phép liên quan đến các chất như là fetanin thì ngay lập tức bị bắt đưa ra tòa và bị bắn vâng tôi đấy là thông tin tôi cập nhật lần cuối cách đây một thời gian lâu lâu không biết bây giờ như nào nhưng mà chắc vẫn thế không phải là chuyện sở hữu nữa mà cứ có sở hữu thì liên quan đến việc chính ông là sản xuất và mua bán và giết người, đúng không ạ? Ông ông đã làm hại cuộc đời người khác và như vậy là ông ăn kẹo đồng bởi vì ông cho người ta ăn kẹo bạc hà, tức là bạch hà đấy, đúng không ạ? Thì ông ăn kẹo màu đồng thế thôi. Còn lại thì ngoài các cái luận điệu chính trị ra để mà nước Mỹ nói như vậy thì chúng ta biết một điều rằng ấy là vì cái sức hút của cái hố đen này cho nên là những thương nhân, những kẻ mua bán hàng này ở người Mỹ, người ta tìm cách để mua tất cả những cái chất ở trong chính nước Mỹ, ở trong Trung Quốc và nhiều nơi khác đều ngân tổng hợp ra fentanyl đúng không ạ? Bởi vì ở đâu cứ có cung thì ở đấy có cầu thôi. Ở nước Mỹ có 80% này thì nguồn thị trường nó quá lớn. Và Trung Quốc thì là quốc gia sản xuất nhiều nhất liên quan đến những cái chế những cái mình gọi là cái thành thành cái gì thành chế phẩm à, cái gì nhỉ? Cái loại khái là cái tiền chế đấy những thành phẩm tiền chế, tiền chất tiền chế của các loại thuốc chứ không chỉ là fentanyl trong đó cả fentanyl nữa. Cho nên là cái điều đấy cũng cho thấy rằng bản bởi vì uh, Trung Quốc uh, là cái nước mà xuất khẩu thuốc nhiều nhất vào nước Mỹ mà các loại thuốc chữa bệnh. Ấy. Thế cho nên là trong các loại thuốc chữa bệnh đấy thì nó cũng có những thành tố uh, tiền chế của fentanyl đúng không ạ? Cho nên là tất cả những điều đấy nó có À, những cái sự logic ngoài đời. Thế nhưng mà nó không phải uh, nếu mà nhìn kỹ thì nó vấn đề nó không phải nằm ở chỗ đó mà vấn đề là do là bởi vì ông sẵn sàng ví dụ như một cái viên fentanyl uh, ở đâu đó trên thế giới nó một đô nhưng mà ở Mỹ ông có thể giả tới năm bảy chục đô thì như vậy nó sẵn sàng đi tới cùng trời cuối đất để nó ăn mật nếm mật nằm gai để nó làm sao nó đào tạo ra một cái viên fentanyl đúng không ạ nó chế ra một viên fentanyl ở trong nhà toilet ở trong kho đạn ở trong đường tàu tóm lại là bởi vì nó bán được 50 đô cho nên nó sẵn sàng nó làm thôi. Và nó có thể lúc bấy giờ nó cậy đế giày nó tìm ra một gam này rồi ra hiệu thuốc mua một cái gam kia, vân vân nó đi khắp nơi để nó làm để nó bán được một cái viên đó đúng quý vị. Đấy chúng ta nói nôm na nó là như vậy. Chứ còn ở đây không có nhu cầu mà giá nó chỉ có 10 đô thôi thì hoặc là một đô thôi thì làm sao nó đi để nó làm được cho ông. Nó không thể nó đi mua ra thuốc để nó chiết xuất các thứ như vậy được. Đúng không ạ? nên ở mỹ ấy, nó có cái ngành mà nó chế biến các cái thuốc thành phẩm từ trong các hiệu thuốc ấy, trở thành ma túy là cũng rất là kinh dị như quý vị nhé nhà máy sĩ nghiệp đàng hoàng đấy và chúng ta xem phim chúng ta thấy nó bắt bớ nhiều rồi đúng không chứ không phải là nó mua chỉ có chất tiền chế đâu mà nó mua chính các loại thuốc để chữa bệnh xong rồi về bắt đầu nó, nó chế biến thế nào đó ra để nó ra được cái chất kích thích và chất ma túy đấy cho nên là cái vấn đề là cái vấn đề uh, cái nạn ở trong nước đúng không ạ và nhà nước đã bất lực hoặc là cố tình ngó lơ để cho cái nạn đấy nó trở thành một cái hố đen của toàn thể vũ trụ nếu bây giờ ấy mà cái vũ trụ này có thêm vài hành tinh và một tỷ uh, thiên hà hành tinh có người sống thì chắc chắn là người ta cũng sẽ đến nước mỹ người ta sử dụng vũ uh, cái chất trái phép thôi và thậm chí người ta sẽ mua súng ở đây luôn đúng không quý <laughs> vị bởi vì chỉ có nước Mỹ thì nó mới trở thành một cái hố đen tiêu thụ súng ống cộng với lại chất kích thích như vậy mà, Và kèm theo cả đồ ăn nhanh nữa Mà không chỉ ông Trung Quốc đúng không ạ và ông nga thì cũng bị dính rất nhiều những cái kiểu như thế này nhưng mà để tôi phân tích cùng quý vị một cái vấn đề liên quan đến fentanyl ở Trung Quốc thì chúng ta hình dung ra là cái vấn đề lớn nó nằm ở nước Mỹ nhưng mà người ta luôn ghép các vấn đề chính trị vào đúng không ạ để người ta đổ tội cho một cái đất nước mà nó rất là tiện cho cái luận điệu chính trị của họ và tiếp tục du ngủ người dân cũng như kích động cái sự bài trung quốc bài nga đó là những thứ mà nếu như mà đặt vị trí một nhà chính trị gia của mỹ chắc chắn họ sẽ vào guồng đúng không, quý vị cũng giống như họ muốn bán vũ khí cho ukraine thôi hoặc là đài loan thôi thì họ phải nói rằng là putin có ý định thôn tính và xóa sổ ukraine trên bản đồ quan chức của họ nói như vậy đúng không, quý vị thì bây giờ chúng ta phải bán vũ khí hoặc thậm chí là không bán thì chúng ta phải cho ukraine vũ khí để mà bằng được ngăn chặn putin chứ nếu không putin chiếm ukraine rồi thì chiếm luôn châu âu và chiếm châu âu thì người mỹ chúng ta còn gì là người mỹ nữa đúng không ạ lúc bấy giờ chúng ta là người mẽo mất rồi có mỗi cái công cụ tay chân bạch tuộc đấy mà nó chặt nốt thì còn cái gì để làm ăn nữa quý vị công nhận không ạ vậy tất cả mọi thứ ở đây có phải là những cái liên quan tới luận điệu Uh, kết hợp với những cái sự tình đúng không ạ để tiến hành vừa bôi nhọ lại vừa củng cố cái vị trí chính trị để mà thực hiện những cái mưu đồ nhằm đút túi tiền của cái giới tài phiệt và củng cố cái quyền lực của nhà nước Mỹ không đúng không quý vị sức mạnh của nhà nước Mỹ sự bá chủ của nhà nước Mỹ tất cả nó đều là một cái kịch bản nó hoàn hảo cho nên là trả lời ngắn gọn đúng không ạ thì chúng ta có thể nói rằng là phần lớn nó do cái luận điệu đến từ chính phủ. Thế còn về kể cả không dự sử dụng luận điệu để trả lời, chúng ta có thể phân tích sự logic trong lòng xã hội và quan hệ các thứ và cái hiện trạng khách quan ở Trung Quốc, ở Nga. Để chúng ta có thể thấy rằng là nếu họ có, thì đó là một cái sự nó hết sức, nó là tự nhiên. Đúng quý vị? Tức là Trung Quốc thì không thể nào không sản xuất ra những chất tiền chế để sản xuất ra thuốc được và những chất tiền chế đấy nó có thể sản xuất ra thuốc chữa ung thư nhưng nó cũng có thể dùng để chế tạo thành cái viên fentanyl chết người đấy là cái mà cần phải hiểu khi mà mình nói chuyện về vấn đề thuốc men thế còn nói bảo là trung quốc như vậy có ân hận về chuyện đó không đúng không ạ tôi nghĩ rằng là chả có việc gì phải ân hận cả đúng không ạ bởi vì là người mỹ làm đủ thứ để chơi trung quốc thì trung quốc làm bất cứ thứ gì để chơi mỹ được thì chắc chắn họ cũng làm thôi và đấy là tôi nói trong trường hợp mà nó có Trung Quốc có muốn chơi không? Tôi nghĩ rằng chuyện đấy nó rất là công bằng, đúng không quý vị?